liên quan đến người phụ nữ tự xưng là thánh chữa bệnh, có thể chữa được bách bệnh xuất hiện ở cổng viện ca ở quận Hoàn Kiếm Hà Nội gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua. Trao đổi với phóng viên chào buổi tối và chiều nay 15 tháng 10, ông Mai Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân cho biết, chính quyền địa phương vừa làm việc với gia đình người phụ nữ này và theo đó thì người tự xưng là thánh chữa bệnh thừa nhận là không biết chữa bệnh trong khi bản thân lại mắc khá nhiều bệnh tâm lý bất ổn định. Ủy ban nhân dân phường Phúc Tân cho biết người tự xưng là thánh chữa bệnh là bà Nguyễn Thị Soan. Những năm trước bà từng có nhiều hoạt động từ thiện là tổ phó tổ dân phố. Tuy nhiên hiện nay sức khỏe của bà Soan suy giảm, tâm lý không ổn định. Trong biên bản làm việc với chính quyền địa phương, bà Son cùng gia đình ký cam kết chỉ làm từ thiện và sẽ không chữa bệnh cho người khác nữa. Thời gian vừa qua, bà Soan thường xuất hiện tại khu vực trước cổng viện ca và xưng là thánh chữa bệnh, có thể chữa cả bệnh nan y. Người phụ nữ này chữa bệnh bằng cách sờ nắn để truyền năng lượng cho bệnh nhân uống nước thánh, thậm chí là mút chán để hút chất độc.